Thông tin tiểu sử Thủy Tóc tên thật Huỳnh Minh Thủy ngày sinh 19 tháng 5 năm 1989 nơi sinh Hà Nội vai trò Diễn viên Người mẫu Ca sĩ Thủy Tóc tên thật là Huỳnh Minh Thủy Thời học sinh Cô học trường Hà Nội Amsterdam môn Sơ thủy tóc đã học đàn piano từ năm lên 6 tuổi và đam mê ca. Hát từ nhỏ. Hiện nay Thủy làm stylist, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, diễn viên đã du học tại Mỹ. Sau quá trình học tập tại New York, Mỹ, chuyên ngành truyền thông và biểu diễn, Thủy Top quay trở về Việt Nam nhận chức vụ tổng biên tập Editor-in-chief của kênh truyền hình Fashion TV Việt Nam. Người mẫu ảnh Thủy Top nổi lên là một hiện tượng quả. Bom sex với thân hình gợi cảm ơn Nico là người dẫn đầu trong việc đưa tới Việt Nam chào lưu Sexy Girl. Là một nhân vật tiền để cho mọi bàn tán và scandal. Thủy tóc nổi tiếng vào những năm 2008 với bộ hình Sexy Sunshine và Boxing Girl với vai trò. Người mẫu, stylist làm nên bộ hình ai cũng phải lấy làm hình nền vào thời bấy giờ phong cách gợi cảm tạo nên nhiều bàn tán trái chiều tạo cho thủy tóc là số một trong ngôi vị cô gái được tìm kiếm nhiều nhất thời bấy giờ thủy tóc nổi lên trong phòng trào hot dơ đầu tiên tại việt nam sử dụng vòng một như một thứ vũ khí lợi hại để vươn lên tên thủy tóc gắn liền với những bình phẩm như cô gái có bộ ngực to nhất việt nam các hoạt động hiện nay xuất hiện lần đầu trong điện ảnh với bộ phim Chip Bapi. Hiện Minh Thủy vào vai nữ chính 18 tuổi trong bộ phim truyền hình Đi qua bóng tối của đạo diễn Vũ Minh Trí. Bộ phim đã được phát trên giờ vàng của kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào năm 2009. Diễn viên chính trong series phim Những người độc thân vui vẻ chiếu trên VTV3 từ ngày 3 tháng 4 năm 9. Vào vai một ca sĩ tên Thu Hương và chuyện tình lãng mạn giữa người bạn trai làm lập trình viên. Mặc dù lần sân qua lĩnh vực âm nhạc trong thời gian chưa lâu nhưng Thủy cũng đã tỏ ra quan tâm đặc Biệt đến việc bảo vệ bản quyền các sản phẩm âm nhạc trên môi trường internet. Ngày 18 tháng 8 năm 2008, cô đã ký hợp đồng phân phối bản ghi âm, ghi hình với nhạc số.net của FPT Online. Theo đó, trang web âm nhạc trực tuyến này trở thành đơn vị độc quyền phân phối các sản phẩm âm nhạc của cô trên mạng. Thủy Top hiện cũng là gương mặt sáng giá trong vai trò người mẫu quảng cáo cho các tên tuổi lớn như Pepsi, hình ảnh đại diện cho game Thiên Long Bát Bộ của FPT Online từ năm 2008. Thủy Top là nhân vật được chọn cùng Johnny Chí Nguyễn và MC Dâu tham gia vào chương trình truyền hình thực tế mạo hiểm mang tên 72 giờ thách thức sức bền của công ty Samsung thực hiện trình chiếu từ ngày 28 tháng 3 đến 26 tháng 4 năm 2009. Hiện tại cô đang theo học chuyên ngành về truyền thông tại New York, Mỹ, kéo dài 4 năm mơ ni sự cố trang phục tại chương trình siêu so hội tụ ngày 13 tháng 1 năm 2009 trên nhiều forum xuất hiện những hình ảnh của thủy tóc bị lộ một bên ngực của mình. Những bức ảnh được ghi lại ở buổi tiệc siêu do hội tụ do yêu một tổ chức vào đêm 11 tháng 1 năm 2009. Trong khi cô đang trả lời phỏng vấn với báo giới và khán giả và quảng bá cho một sản phẩm đồ uống. Mới thì không biết vì vô tình hay, cố ý, chiếc váy cô mặc đã bị xô lệch hẳn sang một bên. Giải thưởng giải nhất giọng hát đơn ca tiếng Anh, thành phố Hà Nội năm 2000 giải nhất. Giọng hát MTV và GVC châu Á năm 2003 giải nhất, giọng hát tiếng Anh sinh tơ lơn thành phố Hà Nội năm 2005.